Hello mọi người, anh Khoa để anh chơi nha mọi người. Hôm nay cái chân anh Khoa bị tật rồi mọi người, bị té xe. Cái hồi chiều đã ra đi mấy lần mà mình coi Vivi như là một người bạn, mình quý mến cái tình cảm của Vivi, tại Vivi rất là đối xử rất tốt với mình. Mình cũng cảm ơn Vivi đã nói những lời tốt đẹp cho mình. Vivi coi mình như anh rể, nhưng mà mình coi Vivi như là người bạn. Mà Vivi thấy mình tới, Vivi cánh mặt một chiều, mình không có trách Vivi được. Đâu có, em có cái duyên mà anh nói gì vậy? Không, mình biết. Em suy diễn vậy? Mình không trách Vivi nữa. Không có, từ 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 là... Vivi, thôi rồi, Vivi vô làm việc đi nha. Dạ, cảm ơn anh. Có nghĩa là Vivi không hỏi thầm tiếng á, ảnh nói vậy á, thấy ảnh vậy. Thôi, người đã không ở trong, mình không trách được. Ở Vivi có ra hỏi thăm anh Khoa nha mọi người. Tôi sắp ra. Ủa anh Khoa nhớ Vương không? Nhớ chứ, chị của Vương là người mà Khoa biết mang ơn. Tình cảm không đến được với nhau thì thôi. Không ăn luôn. Không ăn với tôi. Không, nhưng mà ở chùa có nhiều rồi. Ủa anh Khoa? Anh thường hay đi chùa nào anh Khoa? Chùa Ấn Quang với chùa Viện Ma Cái Tự và chùa bên quận 2 và Ấn Quang được con dây tự nha. Với lại là bây giờ Khoa đang có một máy ấm tình thương, Khoa đang lo cho các em mồ côi ở Niên Điền Diệu Giác, ở Niên Điền Diệu Giác ở bên quận 2 á. Ví cho cô cũng là người Huế đồng hương. Khoa đang phụ giúp nuôi các em trẻ mồ côi khuyết tật, với lại các trẻ em mồ côi mà bị cha mẹ bỏ rơi. Thì bây giờ nhân tiện với anh ở đây cho Khoa nói một lời, mong rằng chị Tô Cơm, các anh, các chị, các cô, các chú, các bác, nếu tin Khoa thì xin hãy tới chùa Diệu Giác, đường Trần Não, quận 2 để mà phụ giúp với Khoa, để mà lo cho các em mồ côi máy ấm tình thương, để cho các em được có một nhà tình thương thật sự, để mà lo cho các em những bữa ăn, để giúp đỡ cho quý sư cô bớt gánh nặng trong máy ấm tình thương. Mấy cô cũng rất là cực, mấy cô người Huế rất là giỏi, mấy cô là một người tu sĩ của Phật giáo rất là giỏi. Vậy bữa nào anh qua Đức Thanh dẫn người em tới đó đi. Nhưng mà nói không người ta đâu có tốt lắm, cái này tốt lắm. Anh phải là người. Dạ, dạ được, nhưng mà không biết được khi nào mấy anh rảnh. Bữa nào rảnh nha, quan trọng anh thôi. Nhưng mà nếu mà được thì bác có thể đi với con được mà. Được. Con mong bác sẽ đi với con để cho bác chứng tận mắt, bác chứng kiến. Dạ, thì đó bác sẽ thấy tình cảm của cô đối với con. Ở bên quận 2 ha. Trong quận 2 trường nào? Là chùa gì? Chùa Diệu Giác. Địa chỉ số mấy em con? Đi về Diệu Giác. Cái đó chỉ là trường nào thôi. À, quên cái địa chỉ đó rồi. Tại người ta biết đâu rồi. Bây giờ chú với mấy em này á. Thì mấy cái địa chỉ có giúp. Dạ con biết mà. Con cảm ơn bác rất là nhiều. Con biết bác đó là từ thiện. Con rất là tôn trọng bác. Con cảm ơn bác rất nhiều. Con rất là nhiều sức khỏe. Con biết là mấy anh thì rất là thương con. Mà và hồi chiều anh không biết không, có mấy người thấy em bị chân nè. Dạ. Nó ủa sao mà cái quán làm cái vườn cho mà ai cũng lạnh lùng hết. Dạ. Không ai hỏi thăm anh hả? Đúng rồi. Người ta chắc người ta nói ủa tại sao vậy? Người ta thấy em đi xe ráp, người ta đuổi theo em về cái nhà luôn. Thì nãy Vivi qua hỏi thăm anh mà. Đó, nhưng mà tại vì có nhiều người ta mến em á, người ta nói dạ. Thấy em ăn nói lễ phép đàng hoàng á, cho người ta khen em, người ta nói nãy có hai anh chị đó theo tới tận nơi luôn. Vậy từ nào dẫn người ăn qua bên đó chứng kiến được cái nghe một thôi. Thì bây giờ em thật sự ra giờ em không có điện thoại, em sẽ mua loại mới. Hồi nãy em có vô trong này để mà em có một người quen á, người ta bán loại trong này nè, em vô đặt cái điện thoại rồi nhưng mà chưa có loại gì em mong muốn. Từ nào
qua đây bây giờ nếu được á thì anh ngày mai đi, tại vì hôm nay là mùng 1, hôm nay em phải đi. Cái đồng hành của ta đúng không? Em nói chết đó. À, nhưng mà bây giờ nếu mà mai được không? Mai chưa trưa đây, khoảng 1 giờ trưa, 1 giờ trưa. Đi là biết cô ngày trưa đó. 1 giờ chiều. Buổi sáng đi được không? Buổi sáng ở đây đi quay giờ tối, ngủ tới trưa lận. Vậy là khoảng 9 rưỡi được không? 1 giờ chiều, đầu giờ chiều không? 1 giờ được, 1 giờ, 1 giờ 1 rưỡi được, mấy cô dậy rồi đó. Trời ơi, mấy cô đang nghỉ ngơi. Tại vì đang cũng ăn cái nhà của sư cô. Bây giờ nếu mà mấy anh mới chào bác. Ủa bác mới chưa về bác? Nói thật lục nghe thấy chưa? Đó là ngày em được với giờ giờ hôm nói là em cái này em cái nọ bây giờ người ta ghét người nói bác được quen em rồi. Bác này hay đi chùa Phật Quan ở bên vườn tàu dưới từ nè. Tại bác chứ không phải tại anh có chào bác mà bác không chào lại rồi tại bác. Không, bác nói là em là cái người mà bị dơ nói là khùng điên rồi dơ nói em là cái này cái kia nọ đó. Rồi đâm ra thôi. Rồi anh thấy chắc là không là lo sợ thôi chứ không phải. Anh theo Duy chú nghĩ mấy cái đó thì nó cũng dễ thôi. Tại anh cứ nó hở chút xíu anh cứ nói là anh tự tử rồi anh chết rồi này kia mọi người mới sợ lo cho anh á chứ không phải là gì á. Chú nghĩ còn thật ra bây giờ cái tình cảm em vẫn còn cho với hơn. Sợ anh nghĩ quẩn. Và tình cảm của anh dành cho ai? Em vẫn còn cái tình cảm cho với hơn rất là nhiều. Em rất lo sợ cho với hơn. Em nghe nói là Dơn cũng lâu lâu mà không có bán được, Dơn lại đi khách hoặc là Dơn đi chạy xe. Đi chạy xe ráp, tối chạy xe ráp. Nhưng mà có nhiều người nói như vậy, em rất là lo cho cái sức khỏe của Dơn. Thật sự là lo cho Dơn, không muốn cho Dơn bị đau đớn hay bị gì hết trơn. Em muốn cho Dơn được sung sướng, được mạnh khỏe, được hạnh phúc thôi, là em đủ vui rồi, em không cần gì hết. Nhưng mà em muốn có một tình cảm thực sự đến với em thì có ai vui vẻ nhưng trước mà hả? Nhưng mà không được thì thôi em không có. Tại sao lại nghĩ như vậy? Em không cần ép nữa đâu. Em nói thiệt. Đúng rồi. Bây giờ em không còn muốn cái gì nữa. Giờ em biết tới Phật Pháp và em biết tình cảm của anh Lâm, anh Toàn và bác ở đây và anh Hân. Cảm ơn. Và anh ở đây rất là quý mến em. Biết em tên gì không? Em không biết tên anh nhưng mà em rất là kính mến 1, 2, 3, 4. Nhất là chú đáng cha đáng chú, con nói thật sự ra là con có lỗi gì thì mong chú cứ bỏ qua cho con, chú đừng có giận con xin chú tha thứ cho con. Có là con không có lỗi gì đâu. Bây giờ Khoa là hết dướng cho tình yêu rồi đúng không? Khoa đúng sống rồi. Lương thiện rồi đúng không? Xong Khoa rồi. Khoa điều lúc nào cũng phải bỏ luôn. Hết rồi bữa chân rồi không đi, còn luyến, không đi vô chùa rồi. Nhưng mà tại vì Vivi là bạn thôi. Nghĩa bạn đã khác cái bộ đồ lam lên là nghĩa là đã gửi về cổ Phật rồi. Không còn gì nữa hết. Nhất ảo ra rồi. Đi. Đúng rồi. Nghe vậy thì tốt. Nhưng mà tại vì thấy tình cảm của Lâm đối với người miền Trung á rất là tốt. Khoa đang coi mạng thì thấy anh Toàn Lâm đi mua bánh tráng kẹo cho cô đó rất là mừng. Muốn ra đây để mà nói lời cảm ơn thôi. Đón xe đá từ ở nhà và qua tới đây là để muốn nói lời cảm ơn anh Lâm. Thì không có điện thoại để nói thì hôm nay cũng muốn nói với anh Lâm là cảm ơn hai anh nhiều lắm, ủng hộ miền Trung cho tụi em, cảm ơn nhiều. Em thật sự là gốc Huế, em ở Thừa Thiên Huế. Vậy là cùng quê với Hồng Trần à? Em ở Thành Nội Huế, em ở Phú Quang, Phú Khê. Em ở Thành Nội Huế và em ở nhà từ đường của em là ở chợ Đông Ba Huế và ngay chợ Đông Ba luôn. Chợ Cống Huế và ở nhà em là ở 47A chỗ đường Kỳ Đồng Huế. Anh Khoa nói vài câu tiếng Hoa Huế anh Khoa. Chi mô mới là rửa. Hay quá rồi. Nhưng mà gốc Huế mong là mọi người sẽ thương yêu Huế và Huế đang bị những cơn bão hoành hành. Mong rằng tình yêu thương của mọi người đối với cố đô Huế là một chiếc nôi rất là đẹp và tình cảm của người xứ Huế rất là thương yêu mọi người. Mong đón du khách đến với Huế có những chiếc nón bài thơ, có những dòng sông Hương, có những chiếc thuyền
để mà đi trên đò sông Hương, nghe những câu hò Huế và có chim chuông thiên ngũ, canh gà thọ xương. Và chiều nay mưa trên phố Huế, tiếng mưa còn rơi rơi hoài, giọt mưa rơi cứ rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Hay quá anh Khoa ơi, thêm bản nữa đi anh Khoa, tặng cho tụi em đi. Thôi được rồi, tụi mình rất là nhớ Huế, mình thấy hôm nay Huế bị bão mình buồn lắm. Nhưng mà cứ nào anh Khoa về Huế một năm. Có về. Dỗ là phải về, Một năm anh Khoa về mấy lần. Tại vì thật sự ra hôm nay là cũng nói luôn, ông bà ngoại Khoa, thì mới mất được có 5 năm thôi. Bà ngoại Khoa mới mất từ hồi năm 2020. Là mới mất đi được 5 năm thôi. Ê, 5 năm là bao nhiêu? 5 năm là 2017. 2017. Ông ngoại Khoa là mất 15 năm rồi. Mà bây giờ hiện đang mồ mả của ông bà ngoại Khoa thì đang ở Gò Dưa, thành phố Hồ Chí Minh. Và bà nội Khoa cũng mới mất đây ở bên Mỹ được chưa đầy 5 năm. Anh Khoa ơi, người ta tra trên Google á, người ta nói anh là con của chủ tịch tập đoàn, cái đó đúng không anh? Đúng Khoa. Vậy là anh có mấy anh em anh Khoa? Có một đứa em nữa, nó đang là tổng giám đốc. Tên gì anh Khoa? Lê Viết Hiếu. Wow, vậy là anh Khoa là con của tổng giám đốc đó, mọi người. Chủ tịch tập đoàn chứ. Đúng rồi, thằng em là tổng giám đốc. Anh Khoa muốn nhà đi theo Không, tại vì không muốn giàu sang, không muốn phú quý. Tại muốn theo hạnh của Đức Phật Thích Ca. Muốn mang lòng từ bi, muốn mang niềm an vui đến cho mọi người thôi. Không có bị ràng buộc bởi cái không, không muốn ràng buộc. Ba Khoa vẫn lo cho Khoa nhưng mà Khoa không thích. Giờ anh Khoa ở với ai anh Khoa? Bây giờ anh Khoa đang ở nhà của ba Khoa. Bà Khoa chỉ ăn chay, niệm Phật. Ở nhà có thờ Tam Bảo, rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Đúng gốc người Huế luôn. Và chỉ biết niệm Phật cầu an với bá tánh hàng ngày. Ngoài ra, tại vì thật sự ra Khoa cũng buồn. Bây giờ anh buồn gì nữa anh Khoa? Không, không phải buồn gì hết, không phải buồn tình, không phải buồn gì hết. Nhưng mà không, nói là cái chuyện buồn là buồn, mà cái chuyện tình cảm là qua rồi đó. Tức là bây giờ thật sự là Khoa là trong giới còn LGBT luôn. Nhưng mà bây giờ Khoa muốn sẽ vượt qua, và Khoa sẽ cầu nguyện để mình vượt qua được mọi việc này thôi, để cùng với bá tánh tiêu tai đại dịch, mọi việc suôn sẻ, đất nước an bình, bá tánh chúng sanh được yên vui vậy thôi. Qua đây anh có gửi lời gì với Vivi hoặc là Gia Hưng không anh? Mình thì mình không muốn nói nhiều, mình chỉ muốn nói với Gia Hưng. Gia Hưng ơi, anh vẫn còn một chút luyến lưu tình cảm với Gia Hưng. Nếu Gia Hưng cần nghĩ lại về anh thì Gia Hưng hãy coi anh là bạn thôi. Anh không còn có luyến lưu gì tình cảm với Trần Thế nữa, thì mình coi là bạn. Và anh chỉ mong Gia Hưng buôn may bán đất, gia đình được nhiều sức khỏe, ba mẹ được hạnh phúc bên Gia Hưng, và cầu mong cho Vivi sẽ được kiếm một người hạnh phúc đến với mình thật sự. Nếu mà Vivi được hạnh phúc, Gia Hưng được hạnh phúc, đó là điều mình mong muốn nhất. Mình không có cần gì hết, chỉ mong anh Quang hoặc là ai đó hãy nghiêm túc yêu Gia Hưng thật sự, đừng để Gia Hưng là khổ, đừng để cho Gia Hưng phải rơi nước mắt, đừng để cho Gia Hưng phải buồn. Vì Khoa không muốn cho ai đụng chạm tới Gia Hưng hoặc là Vivi. Bà mong là anh Lâm, anh Toàn, bác con xin lỗi, bác con không có muốn, vì bác là bác đáng cha đáng chú, con không có muốn để cho bác buồn, thì con không phải yêu nói gì với bác, mà con chỉ muốn xin bác cho phép con được tâm sự với ba anh. Con xin lỗi bác nha, mong bác tha thứ cho con, nếu con có vô phép bác tha thứ cho con. Em muốn nói với ba anh YouTuber một lời nghiêm chỉnh, một lời thẳng thắn.
mong ba anh hãy làm đúng cái trách nhiệm của mình, một người YouTuber hãy nói lên những cái sự thật, đúng sự thật, đừng nói sai, nói bớt, đừng nói thêm. Vì sao? Vì nói như vậy là xúc phạm tới danh dự của người khác, làm cho người khác phải buồn. Và anh có biết là nhiều chuyện đã xảy ra với các nghệ sĩ, các anh lên mạng, các anh bôi nhọ danh dự của các nghệ sĩ, các anh, người ta không chết mà các anh nói người ta chết, đó là xúc phạm tới danh dự người ta. Là các anh sẽ chịu trách nhiệm với tòa án lương tâm, tòa án của đất nước mình. Mong là các anh sẽ nói về sự thật, đừng bôi nhọ người khác như vậy. Có sao thì nói vậy, đừng nói thêm nói bớt, tìm hiểu kỹ rồi hãy nói, đừng nói gì làm cho người ta buồn. Vì làm cho người ta buồn thì mình sẽ buồn theo, và cái tòa án lương tâm khi mình ra đi mình cũng không có được tốt đẹp gì đâu. Cảm ơn mấy anh nhiều. Ok, cảm ơn cô. Con ăn chay được không? Con ăn chay được chứ. Con ăn chay cũng mấy đang cũng đâu nay rồi, nhưng mà tại vì con thương Gia Hân, con muốn ủng hộ cho Gia Hân thôi chứ không gì hết á. Con muốn phá lệ với Gia Hân thôi. Vậy ví dụ một tháng ăn được dạ con ăn nha, con ăn cả năm luôn mà chú. Vậy cũng tốt quá ha. Dạ. Thì con ăn được mấy năm rồi? Dạ được cũng 3-4 năm rồi. Nhưng mà tại Gia Hân mới là phá lệ ăn mặn gì thôi chứ thật sự ra ăn mặn ăn chay đó là không phải là phải bắt buộc, nhưng mà ai cho gì mình ăn đó theo cái phái Nam Tông hoặc là theo phái Nguyên Thủy là được ăn như vậy. Con gái giữ cái lập trường ăn chay được tốt. Dạ thì con vẫn giữ lập trường ăn chay mà. Ăn tu theo phái Nam Tông hay Bắc Tông? Bắc Tông Đại Thừa. Bắc Tông Đại Thừa là ăn chay luôn á. Đúng rồi.